đây là một sản phẩm rất là mới của Diện Trần do thầy Châu chế ra. Con nhện đa năng nhỏ và con nhện đa năng lớn. Đấy, con nhện đa năng nhỏ này các bạn này, thì nó có đường kính độ khoảng 5,5 cm và nó cao khoảng 4,5 cm. Đó, thì trên này nó có cái quả to nhất để mình cầm ở tay như thế này. À, ở dưới này nó có 6 chân giống như con nhện. À, thì cái nhỏ này, con nhỏ này thì mình dùng ở trên mặt để mình có thể mình dùng như gì, mình dùng mình chà như này, mình cầm mình chà xoay tròn như này, hoặc là mình chà lên xuống như thế này, lên xuống này, nó có tác dụng là gì, lưu thông khí huyết. Nó cho cảm giác rất là êm ái, thư giãn và dễ chịu, nó cho cảm giác giảm đau tức thề khi mà mình lăn trên mặt ấy, nó sẽ làm cho đẹp da, làm đẹp da. Đấy, thì trên da này nếu mà nó khô ấy thì mình có thể bôi thêm một lớp kem trơn vào, sau đó mình chà. Đây là con nhện đa năng nhỏ. Rồi, con nhện đa năng lớn các bạn này, thì cái đường kính của nó khoảng 12 cm và nó cao khoảng 8 cm, thì mình có cái quả to trên cùng, mình cầm rất là chắc tay. Mình có thể cầm này, mình đan các ngón tay vào trong như này, sau đó mình cầm như này, nó rất là chắc. Rất là chắc như này. Ở dưới này này, nó có những cái chân của nó tròn trơn, nó 6 chân, là mình có thể cái con nhện to này thì mình chà ở trên lưng ấy, chà trên lưng, nó cảm giác nó rất là đã. Thì theo kinh nghiệm của mình sử dụng con nhện này này, thì khi mình tác động trực tiếp trên mặt da thì mình phải bôi một lớp kem, mà không nó sẽ rít, kem dầu dừa hay là kem Johnson Baby đấy, để cho nó trơn. Rồi mình chà, mình có thể chà lên xuống như này hoặc là xoay tròn, mình thích nhất là cái động tác xoay tròn. Cái cách sử dụng con nhện đa năng to này các bạn này, các bạn cầm chắc tay, các bạn có thể chà lên xuống như thế này. Đấy, chà lên xuống như thế này. Trên lớp da mình có thể bôi thêm một lớp kem. Đấy, chà như này có tác dụng là làm massage, lưu thông khí huyết, làm giảm đau rất là tốt, chữa đau lưng rất là tốt. Đấy, thì nếu trực tiếp trên da mình bôi một ít kem mỏng hoặc là dầu dừa mỏng cho nó trơn. Còn không thì mình thích là gì, cho một cái áo mỏng ở bên ngoài, sau đó mình xoa như này. Đấy, nó rất là trơn. Đấy, thì mình cảm giác nó rất là khác thường và nó rất là êm ái dễ chịu. Đấy, chà như này thì mình chà nó khoảng 5-10 phút tại một vị trí, tổng cộng khắp lưng này nó khoảng 20 phút, một ngày làm 3 đợt như vậy để mình thư giãn, giảm đau, chữa đau lưng. Đó, chúc các bạn thành công.